nữ chính đang lái xe đi công tác và nói chuyện với chồng mình qua điện thoại, vừa trang điểm nhẹ vừa giải thích với chồng mình đây là một chuyến công tác quan trọng. Nơi nữ chính đến là một khách sạn sang trọng ở một nơi xa, sau khi hoàn tất những thủ tục nhận phòng cô liền bước vào nhà tắm, trong đó có một lời nhắn được để lại. Đúng rồi đấy, nữ chính đang hẹn nhân tình của mình tại khách sạn này, nữ chính vừa uống rượu vang vừa tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho một bữa tối lãng mạn. Sau khi tắm xong, nữ chính tìm được những món quà đã được nhân tình của cô chuẩn bị sẵn, nào là miếng che mắt, còng tay, bộ đồ quyến rũ. Tối đó nữ chính chuẩn bị sẵn sàng hết những thứ đó và ngồi chờ nhân tình của cô ta tới. Một lúc sau nhân tình cô ta tới, hành xử xong xuôi mọi chuyện và rời khỏi căn phòng một cách bất thường. Thì ra người đàn ông này chính là chồng của nữ chính, vì đã biết chuyện nữ chính ngoại tình nên hắn ta đã bắt trói tên nhân tình kia. Hắn ta còn đe dọa sẽ nói cho gia đình tên nhân tình kia biết nếu không giữ kín bí mật này. Sau đó hắn ta cởi trói cho nhân tình và rời đi như chưa hề có gì xảy ra. Tên nhân tình vào cởi trói cho nữ chính tức giận và trách tên nhân tình hồi nãy đã làm hơi mạnh tay với cô ta, nhưng cô ta đâu hề biết người hồi nãy chính là chồng của mình. Nữ chính dọn đồ và chuẩn bị rời khỏi thì tên nhân tình cố gắng xin lỗi và sẽ bù đắp cho cô. Nhưng lý do thật sự là chồng nữ chính đã đe dọa tên nhân tình kia nếu cả hai người rời khỏi khách sạn trước ngày mai thì hắn ta sẽ giết gia đình của tên nhân tình đó. Không còn cách nào khác nên tên nhân tình đành phải giữ nữ chính ở lại căn phòng này. Sau đó người chồng lại gọi cho nữ chính và nói rằng đã biết hết mọi chuyện nữ chính ngoại tình. Nhưng chuyện đó giờ không quan trọng bằng việc tên nhân tình đó là một kẻ bắt cóc nguy hiểm, nên chồng nữ chính đã khuyên cô hãy trốn khỏi khách sạn đó một cách im lặng nếu có cơ hội. Những lời nói dối của người chồng khiến nữ chính thấy rất bối rối và khó hiểu, sau một hồi chối lên chối xuống thì nữ chính cũng đã nghe theo lời người chồng. Giờ đây một bên tên nhân tình không muốn nữ chính rời khỏi đây vì gia đình mình, một bên là nữ chính bị người chồng lừa rằng phải trốn khỏi nơi này. Một cuộc chiến căng não giữa hai con người ngoại tình mà ông chồng lại là người ung dung đứng ngoài thưởng thức vở kịch, hay tên nhân tình làm mọi thứ như nói chuyện massage cho nữ chính để khiến cô ở lại. Còn nữ chính sau khi được massage xong thì lấy cớ đi vệ sinh để tìm cách trốn thoát. Tên nhân tình vẫn hơi nghi ngờ nên đã thử bước ra khỏi căn phòng nhưng ngay lập tức nhận được một tin nhắn. Trong tin nhắn là hình ảnh vợ hắn ta bị ông chồng kia trói và đe dọa. Tên nhân tình kia đã tin đây là sự thật liền quay về phòng, nữ chính thì đang cố gắng tìm đường để thoát ra ngoài ban công. Nhưng không may tên nhân tình đã vào kịp lúc nên cơ hội của cô đã bị bỏ qua. Sau đó hắn lại an ủi nữ chính một lần nữa để nữ chính ở lại đây qua đêm. Tên nhân tình nhận ra rằng mọi hành động của mình ông chồng kia đều biết được nên đã cố gắng lục tìm khắp phòng để xem thử có máy quay hay máy nghe lén đặt ở đâu không, nhưng cũng chả thấy gì. Nên chỉ còn lựa chọn cuối cùng là khiến cho nữ chính uống thuốc ngủ để cô ta không rời đi mà thôi. Tên nhân tình mời nữ chính cùng ra ngoài ban công nói chuyện cùng với hai ly rượu trong tay. Trong khi nữ chính gần sắp uống ly rượu mà tên nhân tình đã bỏ thuốc trước đó thì vô tình có người gõ cửa, thì ra là người phục vụ phòng đang mang bữa tối sang trọng của khách sạn lên để phục vụ. Thấy vậy nữ chính liền đưa tiền bao cho người phục vụ và anh ta rời khỏi phòng. Sau đó cả hai đã uống rượu với nhau nhưng tên nhân tình đã nhận được một tin nhắn của ông chồng. Đó là hình ảnh kêu cứu của nữ chính được viết lên tờ tiền mà cô ta đã bao cho người phục vụ kia. Vì tên nhân tình đã không quản lý được nữ chính nên ông chồng đã trừng phạt hắn ta. Lại một tiếng gõ cửa vang lên, lần này thì chỉ có một bàn ăn không có người phục vụ nào cả. Khi tên nhân tình mở ra thì thấy một ngón tay của vợ mình trong đó. Mặc dù rất tức giận nhưng tên nhân tình cố gắng bình tĩnh để nữ chính không phát hiện ra điều gì. Lúc đó nữ chính giả vờ quyến rũ tên nhân tình và liền lấy cây ghim tóc đã chuẩn bị trước ra và khống chế hắn ta. Nữ chính tra khảo tên nhân tình kia và lúc đó hắn ta cũng nói ra sự thật rằng chồng cô đang giữ gia đình hắn. Ngay lúc đó tên nhân tình kia bị ngấm thuốc ngủ mà trước đó nữ chính cũng đã chuẩn bị cho hắn ta. Hai bên đều bỏ thuốc ngủ qua lại nên cả hai đều chìm vào giấc ngủ sâu với nhau luôn. Lúc tỉnh dậy thì nữ chính bị trói, còn tên nhân tình tay đang cầm ống tiêm và nằm trên giường. Bất ngờ thay ông chồng của nữ chính lại đang bị trói trên xe lăn. Nam chính tháo miếng dán miếng ra thì thấy lưỡi của ông chồng đã bị đứt một nửa. Rất khó hiểu chuyện gì đang xảy ra nên tên nhân tình cố gắng hỏi ông chồng ai đã gây ra chuyện này. Ông chồng đứt lưỡi rồi chắc trả lời bằng niềm tin. Sau đó tên nhân tình ra và giải thích mọi chuyện với nữ chính nhưng cô ta vẫn không tin, cho đến khi tên nhân tình dẫn nữ chính qua gặp chồng của mình. Nữ chính vẫn nghĩ chính tên nhân tình đã hãm hại chồng mình nhưng kết cục chồng cô chưa nói được gì đã chết. Nữ chính lấy trong tay chồng mình một mảnh giấy. Lúc này một cuộc điện thoại lạ lại gọi cho tên nhân tình, trong điện thoại là giọng một người đàn ông lạ và nói rằng giờ một trong hai người chỉ có thể rời khỏi đây được thôi. Khi nghe xong tên nhân tình rất lo lắng và vào phòng vệ sinh, lợi dụng lúc đó nữ chính đọc mảnh giấy trên tay chồng mình, trong mảnh giấy có ghi chú về một chiếc két sắt nào đó trong căn phòng.
Sau khi suy nghĩ, tên nhân tình đã cầm ra con dao và tính giết chết nữ chính. Lúc đó lại có tiếng gõ cửa, thì ra người bên ban bảo vệ đang phàn nàn vì căn phòng phát ra quá nhiều tiếng ồn. Trong lúc đó, nữ chính vội đi kiểm tra kết sắt mà chồng cô nhắc tới và phát hiện ra một thẻ nhớ. Sau khi ban bảo vệ phàn nàn xong thì khi quay lại, nữ chính đã cầm sẵn con dao trong tay. Khi tên nhân tình cố giải thích về tất cả những hiểu lầm trên thì nữ chính quyết định đâm chết hắn ta. Sau đó cô lại nhận được điện thoại của gã đàn ông bí ẩn kia. Hắn nói giờ cô chỉ cần phá hủy chiếc điện thoại cô đang nghe là có thể về được nhà, hoặc qua căn phòng gần đó trong khách sạn để gặp tên lạ mặt ấy. Nghe xong, nữ chính quyết định đi gặp gã đàn ông tâm thần đó. Nữ chính đến căn phòng mà hắn ta đã nói và tìm thấy nhiều thiết bị giám sát trong đó. Cô còn phát hiện ra vợ của tên nhân tình kia đang bị bắt và trói trong phòng tắm. Sau khi cởi trói, nữ chính cố gắng gọi điện cho cảnh sát. Đồng thời cô cũng kiểm tra chiếc thẻ nhớ cô đã lấy được trước đó, thì phát hiện ra người đứng sau tất cả chính là vợ của tên nhân tình kia. À ta đã cố gắng dụ dỗ chồng nữ chính để thực hiện kế hoạch trả thù. Sau khi trả thù gần xong thì à ta đã cắt lưỡi chồng nữ chính để che giấu. Người phục vụ cũng đã bị à giết chết. Giờ mọi thứ trong căn phòng kia đều có dấu vân tay của nữ chính trong sự sắp đặt của ả, chỉ còn có chiếc thẻ nhớ kia là có thể làm bằng chứng chống lại ả ta. Trong lúc rằng co thì không may ả ta đã lấy được và tiêu hủy chúng. Hai người xảy ra xô xát trong sự tức giận của nữ chính. Đúng lúc đó cảnh sát cũng đã bắt đầu đến nơi. Bị dồn vào đường cùng nên giờ nữ chính chỉ còn đúng một sự lựa chọn duy nhất. Cô lấy bình hoa gần đó và đập nát đầu người phụ nữ độc ác kia cùng lúc cảnh sát ập vào. Bộ phim nói về sự trả thù tàn ác của một người vợ bị chồng mình phản bội. Mặc dù phần diễn xuất của các diễn viên không được tốt cho lắm, nhưng bù lại nội dung cũng có phần kịch tính, gợi tính tò mò cho người xem cùng với nhiều cú twist khiến người xem cảm thấy bất ngờ. Thông điệp của bộ phim thì chắc các bạn cũng nhận ra rồi. Đừng nên phản bội phụ nữ, vì khi họ tức giận lên thì chúng ta sẽ không biết hậu quả gì sẽ xảy ra đâu. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn các bạn ở các video tiếp theo.